Phương Quỳnh kính chào quý khán thính giả của đài VNTV và đến với tin tức cộng đồng hôm nay, Phương Quỳnh hân hạnh được ngồi kế anh Corey là CEO của trung tâm Bayside Community và chị Tammy Nguyễn là Community Advocate. Hi Corey, hi Tammy. Hi, thank you so much for having us. Thank you. Yeah. Some people know about Bayside Community and some people don't know about Bayside Community. Can you please let the VNTV audience know what is Bayside Community? Sure. Bayside Community Center is a nonprofit organization. It's actually 86 years old. It started in Little Italy by the Sisters of Social Services, a group of nuns that were working with Bishop Buddy at the time. And it actually opened as a settlement house. San Diego was experiencing an influx in migrant fishermen that were coming here for a booming fishing industry. But what the sisters had recognized was that many of those migrating families did not have access to education and housing, and they were experiencing some food security issues. Fast forward to 2018, we're now in the Linda Vista community. We're a mission-driven organization, which means that our purpose for being open is to empower one of San Diego's most diverse communities, and that's Linda Vista, and we do it through a variety of services, educational programs, and advocacy. Okay. Corey cho biết là Bayside Community có từ 86 năm trước, là hồi xưa là ở Little Italy của San Diego, là giúp cho mọi người mà di cư qua đây không có đủ đồ ăn, rồi bây giờ là move về Linda Vista và giúp có nhiều services hơn là về sinh hoạt cộng đồng, rồi cũng như là về học vấn. As you mentioned before that they started in Little Italy and now they moved to Linda Vista. What is the reason they moved from there to Linda Vista though? Well, what happened was that shortly after the Vietnam War, we had many refugee families that were coming from Vietnam, and many of them were moving to the Linda Vista community. And so what the Sisters of Social Services recognized at the time was within that settlement house model is that there was still a need for many of those migrating families for housing and food security, as well as educational programs. So we actually at one point had three offices, one in Little Italy, City Heights, and Linda Vista. So we expanded our services to the Linda Vista community. Phương Quỳnh có hỏi là lý do tại sao mà Bayside Community moved từ Little Italy đến Linda Vista, thì Corey có cho biết là những người dân của Việt Nam mình di cư qua đây thì thường là ở tập trung ở Linda Vista và người ta không có đủ nhà ở với lại đồ ăn, cho nên là Bayside đã move về Linda Vista. Và hồi xưa là Bayside có 3 location, là một là ở Little Italy, rồi ở City High, và bây giờ là chỉ còn ở Linda Vista thôi. How long that you've been working or involved with the Bayside community? I am going into my fifth year with Bayside, but you know, we tongue-in-cheek joke that our years are a bit accelerated. So even though I've been there for 5 years, just because of the nature of the work, it feels more like 20, maybe 30 years. Okay, and how are you involved with the Bayside? Well, it's interesting because I actually was going to the University of San Diego, which is quite literally a mile away from Bayside in Linda Vista. And I started going to USD in 2008. I come from a very poor background myself. And so, as we know, breaking the cycle of poverty is not easy. So I was experiencing symptoms of poverty when I was in graduate school at USD, including food insecurity. And so someone had mentioned to me that there was a local community center, Bayside, and that they do food distribution for people that are in need. And so my first experience with Bayside was as a student at USD when I was going up there because I was actually hungry. And I remember when I came up to Bayside, which again is a mile away from USD, and you really wouldn't know it because of just how socioeconomically lopsided the community is. You come from USD, which is this really beautiful, affluent, top-ranked, most beautiful campus in the nation, and then you just go a mile, what we call up the hill, and you're in one of the poorest communities. And when I arrived, there was a line of probably 200 people outside of Bayside that were there for emergency food distribution. And I didn't stay the whole time, but that's when I first came to know Bayside. And then fast forward to when I was getting my PhD at USD, I was running a camp, a residential camp in Descanso. And ironically enough, the camp was actually started by the same group of nuns, the Sisters of Social Services.
And I had experienced some success there, so much so that I'd been offered this job in Santa Barbara to be the CEO of this fancy nonprofit. And so I was all ready to go up to Santa Barbara when my predecessor from Bayside called me and said, "Hey, dude, I heard you're going to be going to Santa Barbara. Would you consider this CEO position of this really prestigious community center?" And so I had heard of Bayside, and I drove out there. And this was a week before I was supposed to go to Santa Barbara. And what sold me was when I walked through the doors, there were 150, 200 people that were just there in community together. Some people were eating, some people brought in a potluck for the day, other people were playing live music, there were kids running around, and it just felt like such a family atmosphere. And so I was completely sold. And so I decided to take the job at Bayside. So you decided to stay in Bayside instead of moving out to Santa Barbara, hanging out with Oprah and all the rich people in Santa Barbara. I said, you know what? It felt like home. And it felt like home because when I walked into Bayside, and I'm not alone in this, Tammy can tell you this, or any one of our staff or volunteers, community members, when you walk in there, you just feel a part of something bigger than yourself. You feel like you've entered into the fabric of the community. It's the kind of community that is hospitable, accommodating, welcoming. And so I felt when I walked in there that I inherited an instant family. Phương Quỳnh tóm tắt lại là anh Corey nói là anh biết được đến cái Bayside Community là hồi anh học ở USD là Master, là anh có đến để có người ta phát đồ ăn free. Sau đó là anh có tham gia trong một cái camp ở trong cái chương trình PhD mà anh học. Rồi sau đó thì đáng lẽ là anh nhận được cái job ở Santa Barbara, nhưng mà anh nhận được cái cú điện thoại từ Bayside Community hỏi là anh có muốn làm CEO hay không. Thì khi mà anh tới Bayside Community thì anh thấy những người dân ở đây rất là thân thiện và giống như là trong gia đình vậy đó. Mà anh nói là những người dân của Linda Vista thân thiện như trong gia đình, không cần biết là bạn đến từ chủng tộc nào, giới tính nào, và họ rất là thân thiện và hòa đồng với nhau. Cho nên đó là cái lý do mà anh quyết định ở lại Bayside Community thay vì là anh lên Santa Barbara. So I know that you mentioned that they moved to Linda Vista because there's a lot of Vietnamese people migrate here. Do you work with different ethnic background? Yeah, a lot of people don't know this, but in the heart of Linda Vista, where we're located in our census tract, there's 25 to 30 different dialects spoken. And the diversity is not just about ethnicity. I mean, yes, we have an impressive amount of the Vietnamese community that calls Linda Vista home. But we also serve and work with a lot of Hispanic Latino population, the Hmong population. Even if you come in on any given business day around noon, you'll see our senior lunch program there, where many of the senior population from the Linda Vista community come together and they eat lunch with one another. And it's a very diverse background. There are people from all different walks of life. Yeah. Phương Quỳnh có hỏi anh Corey là ngoài Việt Nam ra thì Bayside Community có giúp những cái cộng đồng nào nữa không? Thì anh nói là Bayside là mở hết cho tất cả những cộng đồng. Và nếu mà quý vị đến Bayside Community buổi trưa thì quý vị thấy là những người cao niên, những người lớn tuổi là người ta ngồi ăn trưa chung với nhau, với những cộng đồng khác nhau. Can you tell a little bit about what Bayside do, what activity you have over there? Sure. Well, you know, we have this mission to empower people. And obviously there's no magic bullet in how to do that. So, you know, when I started at Bayside about 4 years ago, this is where the story gets a little crazy. we were at like the 11th hour and 59th minute of closing our doors. I was like there for like 2 months, and our previous accountant came in and said, "Hey, new guy, we're kind of like out of money, right?" I said, "Well, what?" And she goes, yeah, but don't worry, everything always usually just kind of works out. But that was very unnerving. So around that time, we hosted a number of community forums where we brought residents from the community together. And these weren't just residents that lived close or nearby. They represented various institutions. They were stakeholders, politicians. And we were very candid. I said, "Hey, I'm the new guy. Nice to meet you." And we're pretty close to closing our doors. And through that process, right, a lot of folks said, "Well,
I don't necessarily have the financial resources to invest right now, but I'm willing to give my talents, I'm willing to give my creativity, I'm willing to give my experience and wisdom to this cause. And some of them even said, I don't necessarily know how to help, but I'm willing to get educated. So what we did was we reached out to the University of San Diego and we said, hey, we have some grassroots leaders in the Linda Vista community, some of which don't have an education past fifth grade or English second language, but they're willing to learn about how to not just keep Bayside open, right? But they really were more interested in transforming the entire community, right? To really have an impact. And USD said, let's do it. Let's open up our doors. Let's allow some of these community members to audit classes here. And so what we created was this leadership academy that is quite literally allowing residents from the Linda Vista community to audit classes at the University of San Diego with the understanding that they're going to then transform that education into very meaningful work in the community. Corey có nói là hồi Corey mới làm là Bayside gần như đóng cửa và Corey là có họp với một số người để coi là làm sao có thể giữ cái Bayside Community có thể tiếp tục. Thì có một số người, người ta nói là người ta không có ủng hộ về tài chính được nhưng mà họ có thể học hỏi thêm để có thể giúp cộng đồng. Thì Corey có nói chuyện với trường USD là University of San Diego để mở lớp cho những người đó có thể đi học và có thể quay lại giúp cho cộng đồng của Linda Vista. So you mentioned that the class in USD only for Linda Vista residents, so they can go back and help? Yeah, so many of the grassroots leaders that were attending classes at USD had already gone through a leadership academy that we offer at Bayside. And this leadership academy, it's called the Resident Leadership Academy, is designed to teach residents throughout the county, I believe, of San Diego, how to navigate systems in San Diego and negotiate with people within those systems to influence positive change in their community. So many of those folks had already gone through that training. Program của Corey nói là để giúp cho những người mà của Linda Vista Resident học để có thể có một cái sự đổi mới mà về cái mặt tích cực hơn để có thể về để giúp cộng đồng lại. So how do people can join Bayside community? There's a number of ways. You had asked about the activities, and we're always doing something. Any given day that you walk into Bayside, there's going to be a lot of people there for a variety of reasons, whether they are there for the senior lunches where they eat and they build that camaraderie and those kinships. We're going to be hosting English second language classes once again fairly soon. What else do we have? Yeah, we have food distribution, the sewing machine, sewing skill for the people and the class for them. And also we have the business, the micro business, mm-hmm. and a saving group. For like a group of women, and they together and they make something and they try to sell it. And the other group from the Mesa College student, they want to do the business, micro business with Bayside and want to do the boba, and that a group of Vietnamese student. Yes, yeah, so we have many activity, and people come to us also asking to help for Medicare, housing, and the immigrants. Immigration and all kind of services, so we have them. Yes. Do you have any kind of requirement when people join? Like you mentioned that you do food distribution. Do they have to meet like certain requirement or fee that they can go in there to get help or activities? Yeah, what we do is we work closely with San Diego Food Bank and a couple other food distributors to make sure that folks from low income backgrounds, those who qualify have access, reasonable access to food, but we also are growing community gardens in Linda Vista. Mm-hmm. And so we do work closely with grassroots leaders and politicians to address some of the kind of root problems to why there is still hunger in 2018 in this community. Corey nói là ở Bayside Community là có rất là nhiều hoạt động khác nhau.
giống như hồi nãy Phương Quỳnh có nói là những người cao niên có thể ăn trưa với nhau, người ta có những hoạt động như là Zumba hoặc là những cái lớp giống như cho những người mà không biết tiếng Anh thì có thể tới đó học, thì có cái requirement là sẽ có những cho những người low income. Mà Corey nói là không những là mình giúp người ta phát đồ ăn ra, nhưng mà Corey work với lại những cái người mà chính trị gia coi là tại sao mà đến 2018 mà vẫn có nhiều người là không đủ đồ ăn. Thì như vậy rất là tốt quý vị, không những là mình phát đồ ăn mà mình kiếm tận cái nguồn là tại sao cái vấn đề này nó vẫn còn để có thể giúp trong tương lai nữa. So I know that you have the upcoming event in Moshtan đến ngày tháng 3, ngày 10 tây năm 2018, ngày Chủ nhật, là Bayside Community sẽ có một cái event. Can you talk more about the event? Yes, the event on the March 10th. So we call like Linda Vista New Year Reunion because we want all the people who the first time came here since 1975, you know, a lot of people came here and they get help from the governor and get help from Bayside. And now the time for us to come back. We thanks to the people who helped us to grow until today. So cái chính của cái event này á là Tammy với lại Bayside giống như là muốn cho người Việt Nam của mình hiểu được là sau bao nhiêu năm rồi mình đến đây, từ cái năm 1975 thì chính là từ Bayside rất help rất là nhiều người của Việt Nam của chúng ta, và bây giờ họ đã có sự nghiệp, có dinh cơ, có job, có nghề nghiệp này kia đó đủ thứ rồi, có xây dựng một cái gia đình tốt rồi, thì bây giờ giống như đây là cái cơ hội để cho họ trở lại, họ cảm ơn cái đất nước này, cảm ơn Linda Vista, và cái chính là cảm ơn Bayside đã có những cái sự giúp đỡ của cho cái cộng đồng người Việt của mình. Thì theo mình nghĩ đây là cái lần đầu tiên á, theo mình nghĩ là nơi đây làm cái event như thế này để cho mọi người thấy được là từ nào tới giờ mình thấy rất là nhiều, thí dụ như là Cà Mau hội ngộ hay là Thủ Đức hội ngộ hay là bất cứ chỗ nào hội ngộ, Sài Gòn hội ngộ, nhưng mà chưa bao giờ Tammy thấy là trên cái đất nước này có những cái sự hội ngộ trở lại. Thí dụ như người ta đến Linda Vista và bây giờ đã có thành công rồi, thì bây giờ cái hội ngộ trở lại, thì Tammy nghĩ đây là the first time. Cái lần đầu tiên, cho nên mình muốn đây cũng là một cái sự bắt đầu để cho người dân chúng ta nghĩ bác trở lại cái đất nước này, cái nơi này, cái nơi mà mình đã được cái sự giúp đỡ khi mà mình qua đây với hai bàn tay trắng. Dạ. Vậy là cái event này là chủ yếu là dành cho người Việt Nam mà để cảm ơn lại cái Bayside với nước Mỹ đã giúp đỡ họ trong đúng những như vậy. Dạ, nhưng mà thật sự là có rất là nhiều người Mỹ họ support Bayside, họ đã mua những cái bàn VIP để mà hỗ trợ, thí dụ như USD nè cũng có rồi, họ là người Mỹ nhưng mà họ support, họ giúp đỡ mình. So you know, there are so many different stories that are in Linda Vista that are not just impressive, they're really inspiring, and that's kind of the blessing of working at Bayside, is we are constantly exposed to people who have altruistic motives, people who just have this philanthropic heart. And there is a woman by the name of Linda, and she is the owner of a jewelry store called Kim My Jewelry. Here is someone that is well-to-do and is completely invested both her time and her money and her resources into making this event happen. And she does it out of the kindness of her heart. She is someone that has this dream, this vision of a healthy, vibrant Linda Vista, and wants to be an active participant in engineering this amazing community. And so she's really invested a lot into this. And so it's an absolute pleasure to get to work with her. I consider her to be extended family at this point. And, you know, she really is the engine behind putting this fundraiser together for us. You know, she's amazing. Yeah.
Dạ, anh Corey cho biết là cái chương trình này là do cô Linda là chủ của Kim Mỹ Jewelry tài trợ. Là cô là một người có tấm lòng rất là to lớn, cô bỏ rất là nhiều công sức cũng như là tiền để có thể làm cái event này trong tháng 3, tại vì cô muốn là mọi người có thể hội ngộ lại với nhau. So how can we purchase the ticket to join the event? The ticket, we have the VIP table that the table have 8 seats, and the price is $1,500. And also we have the regular ticket that's $60 exceed. And you can purchase ticket through Kimai Jewelry. We have her number and the address. And also can come direct to Bayside Community Center and you know, asking us about the ticket. And we have also include the number in here for you can call us too. There are so many different untapped resources in Linda Vista, and one of those resources are sometimes the business owners, people who have jewelry stores, they have grocery stores, dentists, doctors, lawyers, and real estate folks. And so shortly after Bayside had partnered with a charter school, Thrive, to construct a brand new 30,000 square foot state-of-the-art charter school and community center that will be hosted at our previous location, we reached out to a building that's quite literally across the street, this brick building. It used to be a post office. Yada, yada, yada. This Vietnamese couple purchased it. And it's a 6,000 square foot commercial real estate property. It's in a prime location. And so we reached out to the owner, Vin, and we said, listen, we're looking to expand our services from this site with the charter school into a larger space. And we're looking at this property because it's commercial real estate. And as Tammy had mentioned, we're working with social entrepreneurs in the community to help them launch their own micro enterprises. And so to have that prime real estate, that's commercial real estate located right there, is a perfect opportunity for many of our residents in the neighborhood to work with our staff to create their own business. So Tammy had mentioned some Mesa College students are interested in opening a boba tea shop at this location. We're working with a local taco truck vendor to see about hosting him there. We're going to be renovating the inside of this warehouse building to have a stage and state-of-the-art equipment. That way, when folks come in for Tai Chi or they come in for Zumba or Senior Fit or all these other programs that we host, they're able to do so in this really beautiful space. We normally wouldn't be able to afford something like that because we are a modestly sized community center. And I should probably, as a disclaimer, you know, we're a community center that we're battle tested. We came through a pretty crazy financial crisis, but we're completely financially stable now. We're at full capacity, completely debt-free as an organization, and now we're looking to build this sustainable business model with the residents in the neighborhood, and we see this as the perfect opportunity in terms of supporting micro-enterprises. One, it preserves the cultural identity of Linda Vista because we're working with social entrepreneurs, and two is it actually begins to move the economic needle in Linda Vista because a lot of folks don't know that where Bayside is located is one of the 6 most distressed communities in all of San Diego. Most people think south of the 8. We talked about this before this interview. Mm-hmm. But actually, no, where we're located is. And so when we reached out to the owner of this building, Vin, you know, like I said, it's a prime location. And so there were all sorts of different organizations and markets that reached out to him and said, we will pay you X amount of dollars to be able to have our business here because of its location. And Vin said, no, I want this space to be devoted to Bayside Community Center because of, once again, these altruistic motives. Craig có nói là ngoài những cái business owner thì có nhiều người
giúp Bayside, là trong đó có anh Vinh và một người nữa cũng là người Việt Nam, là hai người đó là có một cái building, và cái building đó là Corey thấy là ngay trung tâm của Linda Vista, là có thể là thuận tiện cho người dân của Linda Vista. Thì Corey có nói chuyện với lại anh Vinh để coi là có mướn được cái chỗ đó không, thì anh Vinh cho mướn với một cái giá tiền rất là thấp. Thì chỗ đó là sẽ mở, sau này là sẽ mở một cái tiệm boba, rồi sẽ có một cái tiệm, một cái food truck của của đồ mễ nữa quý vị. Thì cái chỗ đó là có thể rộng hơn, rồi người dân có thể tập trung ở đó, và cũng như là có thể đem cái nền kinh tế của Linda Vista rộng rãi hơn. Thì anh Corey cho biết là anh Vinh là không những là muốn giúp mà cộng đồng rất là nhiều, cho nên anh cho mướn cái nhà này với cái giá rất là rẻ. Dạ, yeah, Tammy muốn bổ túc thêm là anh Vinh với chị Ngọc, đó là hai vợ chồng, yeah. Họ own cái building đó, yeah. Và họ cho mướn với coi như là nửa giá compared to cái market right now. Cho nên là Bayside rất rất là cảm ơn và appreciate. And Tammy cũng rất là vui là bây giờ giống như anh Vinh, chị Ngọc vậy đó, hay là chị Linda của Kim Mai, hay là rất là nhiều người khác nữa đã chung tay để mà giúp cho cộng đồng Bayside tổ chức cái event này. Thì thực sự đây không những là nếu mà quý vị bỏ tiền ra mua vé, không những là mình tỏ ra một cái lòng biết ơn cái nơi mà đã từng giúp mình trong những ngày khốn khó, mà đồng thời còn giúp ngược lại chính quý vị. Tại vì những cái đồng tiền đó mình sẽ để mà làm cho những cái program, những cái chương trình ở Bayside nó continue, để mà help cái đồng bào, mà rất là nhiều người Việt Nam của mình ở Linda Vista này đã đến với Bayside để mà làm những cái dịch vụ hay là được sự giúp đỡ từ Bayside. Thì sẽ có những cái đoàn múa của CD2, rồi cái đoàn múa của cô Ánh Nga đó, là vợ bác sĩ Đức, thì có cái tên là Golden Melody. Cái group của họ cũng sẽ tham gia múa. Rồi mình cũng có cái UCSD, cái group của UCSD, họ làm cái fashion show về mọi hết sắc dân hết á, rất là hay. Rồi đặc biệt là mình có cái những cái sự tham gia của các ca sĩ mà nổi tiếng của người Việt mình, giống như ở đây có cô Mai Lệ Huyền nè, có Y Phụng. Phương Quỳnh xin nhắc lại là cái buổi của Bayside Community Event là ngày thứ bảy, ngày 10 tháng 3 năm 2018, từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối. Và các quý vị có thể mua vé tại tiệm Kim Mỹ, hoặc là Bayside Community, là VNTV sẽ có cái địa chỉ với cái số điện thoại trên màn hình cho quý vị coi. Và toàn bộ số tiền này sẽ về để giúp đỡ cho Bayside, để có thể giúp đỡ thêm cộng đồng của chúng ta cũng như là những cộng đồng khác. So thank you so much for being here today and talk about the event, and also help the VNTV audience know about what Bayside is. Yeah, no, we really appreciate it. And leaving here, we want the audience to know that, you know, this is a very exciting time for not just Bayside, but the Linda Vista community. And we would appreciate any kind of investment from folks, you know. This is something that, this is a pivotal moment for Linda Vista. You know, this is, we're in the middle now of a paradigm shift where folks are really starting to get not just involved, because it's a community that's always been involved, but it's a different kind of manifestation of people's efforts now, and it's really inspiring to be a part of it. So, you know, whether it's an investment of, you know, money and resources is one thing, but time. Come out, get a tour, meet with Tammy and I. We're always available, this is your community center too, so feel free to jump in. Yeah. Tammy rất là cảm ơn chương trình VNTV hôm nay đã cho Tammy với cô Corey đến đây để mà nói về cái event này, đồng thời nói về Bayside Community Center. So chúng ta, mọi người dân ở Linda Vista hoặc là những cái cộng đồng xa hơn, thí dụ CD2, tại vì thường Tammy giúp CD2 rất nhiều người từ đó lên đây á, để làm những cái service, thì biết được nhiều hơn về những cái chương trình giúp đỡ của Bayside. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã coi cái chương trình này để mà biết tới Bayside Community Center. Tammy và Corey rất là cảm ơn. Thank you so much. Phương Quỳnh cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.